Mỗi vị tướng có một điểm mạnh riêng, không có vị tướng nào phế, chỉ là anh em chơi tốt và áp dụng đúng đội hình chưa mà thôi. Chiêu thức đặc biệt tạo nên các chiến thuật mới lạ mà chỉ riêng tướng được có. Xem giải anh em dễ thấy như là kiểu Lavi trước cuối hay Rossi kéo về cùng team sử cực kỳ áp lực, khả năng tạo đột biến rất lớn cho tranh hoặc là mạnh về chiến thuật. Vậy còn có vị tướng nào? Quét tìm hiểu ngay nhé. Đó là mới Bình An, tiên gì sale ngập tràn, quà tặng ngập tràn với ưu đãi khuyến mại 50% khi nạp thẻ cao, giảm giá siêu sốc lên đến 70% toàn bộ acc trên shop. Cùng các lượt quay free hấp dẫn, nhanh tay truy cập TNG Shop.vn từ mùng 9 tháng 2 đến 18 tháng 2 để nhận quà siêu hot đầu năm nhé. Đầu tiên là Kera, mặc dù hiện tại Kera đã mất đi khả năng tàng hình, tuy nhiên cô nàng có là gì? Đó là xuyên tường, ít ai có được. Không như vậy, khi các bạn vận dụng chiêu cuối hết hiệu lực, Kera sẽ được hồi lại chiêu thức 1 và 2. Điều này sẽ cực kỳ lợi thế cho anh em việc sốc vết thương hoặc là ao kẻ địch cực bá. Ví dụ bắt đầu Vera đi, khi cô nàng hôn gió và dồn đam, Kera đơn giản là tung chiêu 2 ra, đợi một chút thời gian, né được toàn bộ ưu thức quan trọng rồi đó. Khi đó một combo hoàn hảo của anh em sẽ có 2 lần sát thương với chiêu 1 và 2 lần né sát thương với chiêu 2 nếu bạn tận dụng thời gian tốt. Bên cạnh đó, với việc sát thương phép khi bạn vận dụng cường hóa chiêu 2 có thể chí mạng, nên với bảng ngọc 16% thì chí mạng thì nổ tanh tách luôn, phê lắm anh em. Ở dạng sau, với việc chiêu cuối hồi nhanh giúp Kera rất là mạnh trong việc đó chính là đầy lẻ. Bởi nếu muốn bắt được cô nàng này, kẻ địch cần phải phân đến 2-3 người kèm không chí cứng thì mới bắt được. Chắc các bạn biết tới uy lực chiêu 2 rồi, nhẹ nhàng lướt qua rỉa trụ kẻ địch cực thấm. Đầy đường, kẻ địch mà ganh ngư, chúng ta chiêu cuối chạy luôn. Kera đẹp nhất sẽ là kết hợp một đội hình có mid là đấu sĩ hoặc là kiểu dạng Elsu Dimit nè, kẹp hai cánh là đấu sĩ nhá. Và trợ thủ dạng cấu rỉa như kiểu là Gidu, bảo kê tốt dạng kiểu Omen hay là Lumbua. Mục đích đội hình với hai đấu sĩ có thể hai cánh hoặc là Dimit nhé, giúp khả năng cà lướt ở đoạn đầu và giữa, tạo thế cho Kera có thể farm và di chuyển. Đặc biệt là đi đánh ấy thì có thể là xạ thủ vẫn đi đường rồng, nhưng mà thằng mid và thằng top ấy là đấu sĩ thì dễ dàng chơi rất là nhiều. Dạng 2 là đội hình cơ bản như là mid và là bọn pháp sư thì nên ưu tiên bọn pháp sư dạng kiểu là Chrissy và Lidiana, chủ yếu là lấy cái hiệu ứng giảm hồi máu và giao tranh khỏe. Thêm một con top tank ví dụ nhà Skirt này, Mina hay là Superman, và kẹp một xạ thủ có khả năng bắn tay tốt, tức là bắn tay theo thời gian đó. Còn về giai đoạn giờ cuối game, chúng ta chơi cái đội hình như là 3-1-1, tức là AD, mid và FP đi chung, top và Kera sẽ đi riêng ra, hoặc là 3-2 hay là 4-1. Khi này Kera sẽ chủ yếu hoạt động độc lập và có tầm nhìn mà thằng top mang tới ở các cánh. Một số con bài Kera nên tránh như bọn Lavi, Elan, Lucy, Rat hoặc là Chrissy và đặc biệt là Skirt. Chủ yếu là những con bài này có khả năng outplay Kera và nhiều hiệu ứng khiến cho Kera khó thể bay nhảy được. Đặc biệt là bọn chơi như kiểu Skirt nhá. Chúng ta dùng hiệu ma chú hoặc là chuyển sinh, nâng max chiêu 1 bổ trợ chính trị nhá. Thứ hai, Quinlan. Lúc ấy cầm Quinlan đi rừng, kẻ địch có chát, cái loại đánh lén nghe có vẻ hài hước, nhưng nếu kẻ địch đã chát vậy ấy, thì đúng là Quinlan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đúng chất tướng của mình. Đây là vị tướng duy nhất chỉ thực sự có thể phát huy 100% sức mạnh khi anh em rỉa sử cái nội tại đánh lén làm trao đòn đánh phía sau của Quinlan 100% sẽ là chí mạng nhá. Do đó hắn ta chỉ cần đồ sát thương chí mạng là quá đủ rồi, yên tâm, cái số phần trăm tỷ chí mạng ấy sẽ được chuyển thành sát thương vật lý mà. Và khi công kích trực diện sẽ không thể chí mạng, điều này sẽ biến Quinlan có một cái lối ngọc, có một cách thức tấn công và cũng như là trang bị và góc tấn công gây ra một kẻ địch một cách khác biệt so với các vị tướng khác. Bộ ý thức của Quinlan đã bổ trợ phần nào để anh chàng này có thể dễ dàng đâm vào sau lưng mục tiêu của anh em hướng tới. Chắc chắn Quinlan sợ nhất đó chính là Ali thôi, bởi vì không biết là chặt chí mạng ở đâu. Không như vậy, với chiêu 2 khi bạn khắc trúng tướng địch sẽ làm giảm đi 30% tốc chạy kẻ địch và giảm sát thương kẻ địch có thể gây lên Quinlan. Điều này sẽ cực kỳ có lợi trong pha tình huống kẻ địch đi lẻ và Quinlan tấn công vào, nên vị tướng này sẽ rất là nguy hiểm. Đặc biệt khi bạn pick đối đầu các vị tướng sợ áp sát bất ngờ như kiểu bọn Tulen, Iggy, Jue, các vị tướng này sẽ không kịp phản xạ để tung chiêu. Đặc biệt anh em mà tranh đồ ư, hai chém thôi anh em, thì đó có thể câu máu hoặc là hạ gục kẻ địch nhanh chóng. Rõ ràng Quinlan không phải là vị tướng đi rừng có mạnh trong meta này, nhưng lại cực kỳ phù hợp khi đối đầu đội hình kẻ địch nhiều máu mỏng, ít chống chịu. Kể cả Ngộ Không vậy thôi, đấu dài ở meta hiện tại chơi rất là nhiều, đặc biệt khi kẻ địch có những con mồi ngon. Có hai dạng đội hình phù hợp với Quinlan. Thứ nhất là đội hình dồn sát thương tốt hoặc là rỉa máu dạng kiểu Elsu, Rat, Jue, Ryoma hoặc là Zuka. Khi đó Quinlan sẽ được hưởng lợi từ tình huống câu máu hoặc là dồn đam từ đồng đội và liên tục có những pha tàng hình chém chí mạng cực phê, hoặc là được phụ giúp hạ hoặc là phụ để các bạn có thể hồi liên tục chiêu thức của mình. Thứ hai đó là dạng đội hình có khống chế cứng, bắt mục tiêu để Quinlan có thể dồn đam dễ dàng như kiểu là Aether này, Arum, Omen, Rossi. Với đội hình này, Quinlan gần như là sát thương chủ lực nếu xạ thủ không còn trên bản đồ hoặc là quá yếu. Ngược lại, nếu đội hình team địch có một Elsu tỉnh táo hay là có lượng khống chế cứng nhiều ấy thì Quinlan rất là khó chơi, nhớ cẩn trọng nhé. Chúng ta sử dụng hiệu ma chú hoặc là chuyển sinh, nâng max chiêu 1, cài máu thấp nhất, bổ trợ chính trị nhé.
Thứ ba, Brain với thời gian bất tử lên tới 3 giây cùng với khả năng thả diều ở dạng đánh xa hay là cận chiến khá chuẩn là cực kỳ cần thiết để Brain đối đầu với những tướng lao vào. Và với chiếc cuối bất tử thánh thân, mọi sát thương anh em phải gánh chịu trong thời gian 3 giây thì sau 3 giây mới bung lụa. Và nếu trong thời gian này anh em hạ được kẻ địch gây sát thương lên anh em thì các bạn đâu phải nhận cái lượng sát thương này. Đây đúng là cái kiểu cơ chế mày không lên bảng thì tao lên, cực kỳ thú vị và lật kèo dễ dàng đúng không nào? Đặc biệt là khi bạn có team hỗ trợ lại càng dễ dàng ăn kẻ địch hơn, vì chiếc cuối chỉ kéo dài 6 giây và trong thời gian đó các bạn không thể vận dụng chiêu 1, nên với những vị tướng không quá cơ động anh em rất là khó để có thể bám đuổi và hạ gục, nên các bạn phải đồng đội giữ chân lại. Cay nhất chắc là anh em đối đầu bọn Jue, nó cấu rỉa từ xa sốc đam, rồi là bọn Ngộ Không, bọn nó lao vào cấu rỉa cho nó đá đời, anh em mất cả tân máu, sau đó bọn nó chạy mất hút luôn, khiến anh em đứng chờ lên bảng trong vô vọng. Nên đó là lý do Brai mạnh nhưng lại không quá phổ biến, bởi yếu điểm để khai thác là rất nhiều và rất là nhiều anh em biết cách khai thác và khắc chế nó. Cầm Brai các bạn có thể chơi như vị tướng xạ thủ, hoặc nếu cần ấy trở thành một vị tướng sát thủ băng xà cùng team. Cách chơi không quá khó nhưng đòi hỏi anh em phải tính toán là lao vào tranh hợp lý và đúng thời điểm. Quan trọng hơn là can đủ đam nhá. Nhớ tầm nội tại trước, sau đó các bạn mới tiếp cận bằng chiêu ai, giúp anh em có thể gây ra cái lượng sang chuẩn tối đa và đủ khiến các kẻ địch kể cả là đấu sĩ phải e ngại. Tuy nhiên, nếu không có chiêu cuối thì đừng có hổ báo nhá. Đồng đội phải không cứng là điều quan trọng nhất, vì khi đó sẽ quyết định được Brai tiếp tục sống sót sau 6 giây chiêu cuối hay không. Vì vậy những con bài như kiểu Aether, Grak, Omen là những đối tác rất an ý với Brai. Yếu tố tiếp theo là nếu một đội hình không có quá nhiều khống chế thì phải là một đội hình với dồi dào sát thương. Khi đó không cần phải cố gắng trong việc là giữ chân kẻ địch đâu, mà thay vào đó là chỉ cần dồn đam thôi. Những vị tướng tiêu biểu như kiểu là Zuka nè, Rat hoặc là Tulen. Và khi gặp những đối thủ mạnh như kiểu Nagrod, Ngộ Không, Showman, Brai rất là dễ bị cầu máu và khi bật chiếc cuối lên thì bất lực với những vị tướng kia khi bọn nó chạy thoát hoặc là bọn nó khống chế chơi mình. Chúng ta dùng phi hiệu tinh linh hoặc là ma chú. Khi đi team, anh nghĩ rằng cầm chuyển sinh khá ổn. Đi rừng đương nhiên là cầm chính trị rồi, hoặc là đi đường có thể lựa chọn tốc biến hoặc là tốc hành, tùy kỳ địch mà các bạn sẽ lựa chọn. Thứ tư, Darcy. Đá ra lâu Darcy hoàn toàn biến mất cả trên rank và giải đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên khi nhắc tới vị tướng này, bên cạnh những pha nhất dương chỉ bay màu kẻ địch ngay, hoặc là những pha đặt chiêu 2 chí mạng khiến kẻ địch phải run sợ, có một điều là nên tuổi của Darcy và chỉ Darcy có là chiêu cuối ma trận thứ nguyên. Khi mà kẻ địch dù có chạy bao xa, nếu không có giải khí chế vẫn bị cưỡng ép quay trở lại và bị choáng cùng hàng tá chiêu 2 đang đợi chờ. Không như thế, Darcy có thể tự truyền tống bản thân đến đó, gây một cái lượng sát thương phép. Bắt buộc phải có mục tiêu nhé, nếu không là không thể truyền tống được đâu. Dù chiếc đức này dễ dàng bị giải đi vì cái món đồ trợ thủ hoặc là phép bổ trợ thanh tẩy, hoặc là các vị tướng có chiêu thức đó chính là giải hiệu ứng khống chế, hay thậm chí là quả cầu băng xương, nhưng với chỉ 45 giây đầu game và 35 giây late game, chưa tính 40% một chiêu nhé, thì việc đổi chiêu cuối của Darcy lấy bổ trợ thanh tẩy này, cầu băng xương này, rồi cả đồ hóa giải của trợ thủ là quá lời. Darcy cầm cái bộ khung mid trợ thủ cứng ở giai đầu game để có thể bảo vệ tài nguyên rừng. Khi đó những con mid như kiểu là Lorion, Veret, Wunder kèm với những trợ thủ như kiểu là Tachi, Omen đủ để chiếm tầm nhìn bờ sông, hoặc đơn giản là đánh mạnh vào một đường của kẻ địch để kẻ địch phải co cụm, giúp cho Darcy có thể farm tốt ở giai đầu game. Một số con bài có thể kết hợp với chiêu cuối Darcy lợi hại như kiểu là Slim nè, Elsu, Rat. Khi những vị tướng này có nhiệm vụ là trồng sát thương hoặc là trồng hiệu ứng khống chế ở thời điểm sau hoặc là trước khi Darcy chiêu cuối. Bên cạnh đó với những vị tướng có khung cứng như kiểu là Alice, Mina, Aether, Omen, Arum, khi bọn nó dùng để giữ chân kẻ địch, giúp Darcy càng có thể sử dụng chiêu 2 dễ dàng và chuẩn hơn. Hạn chế pick Darcy khi kẻ địch có những con bài như kiểu là Nagrod, Kyros, Showman, Fro, bọn đó đều là các vị tướng có khả năng giải đi hiệu ứng khống chế của chiếc cuối và cơ động để né chiêu 2 nhé. Chúng ta sử dụng thánh thuấn hoặc là chuyển sinh, băng xả cho nó phê, hoặc là tốc biến khi bạn đi mid. Thứ 5, Badum. Ở vòng đấu vừa qua, Sao Tôm Khoa đã trình diễn một con Badum cực kỳ uy tín và mạnh. Dù chưa xuất hiện nhiều ở giải Việt Nam, nhưng ở phía APL, tức là bên giải Thái đấy, Badum nổi lên những con bài có thể counter vào các vị tướng kiểu Omen, Mina khi mà nó đi trợ thủ. Nhưng hôm nay chúng ta không bàn quá nhiều về vấn đề này mà có thể khai thác vào chiêu cuối của Badum đi. Chiêu thức này nếu các bạn làm hay, có thể có những pha xử lý cực kỳ thế giới. Còn không sẽ chẳng khác nào một tình huống các bạn đang tự tay bóp cả team, sử dụng cho mình khả năng chôn tất cả mục tiêu có trên bản đồ ngoại trừ tướng và lính đồng minh. Tuy nhiên chiêu thức này lại bị cản lại bởi chiêu cuối đi đắc. Và vì chiêu thức cần có thời gian để hoàn thành nên dễ bị out chiêu bởi những vị tướng cơ động né đi chiêu thức. Một lưu ý cho anh em là dù Badum có thể chôn được lính, tuy nhiên trong phạm vi của trụ ấy thì giống như là việc các bạn sử dụng con zip để hút lính vào trụ, thì dù lính không chịu sát thương
thì trụ vẫn chịu hiệu ứng khi có lính trong tầm trụ đấy nhá. Anh em nhớ là trong pha anh em muốn chôn rồng hoặc là chôn tà thần ấy thì phải để ý xem liệu team của mình có đến kịp hay không để đưa ra quyết định tránh việc lãng phí trụ cuối. Anh em nhớ là trong những pha các bạn muốn chôn rồng hoặc là chôn tà thần khi các bạn tranh chấp ấy thì nên để ý xem liệu team của mình có đến kịp hay không, tránh việc lãng phí trụ cuối mà chẳng giải quyết được gì. Mid có thể lựa chọn bọn như kiểu Chrissy, Lily, Lorion là những vị tướng có thể trồng hiệu ứng hoặc là trồng sát thương khi mà địa giam kết thúc, hoặc là những tình huống Badum chưa một tốc biến. Các xạ thủ có thể lựa chọn như là bọn Elsu này, Badum đứng cao lấy tầm nhìn cho Su bắn, hoặc là theo nát Badum cộng theo nát đi mid ấy, có thể cân mọi kèo nhé. Hoặc là Slim bốc đầu cộng địa giam và lao cơ khí, và khi trợ thủ bê kẻ địch là những con bài kiểu như là Omen, Mina hay là bọn đấu sĩ trông trông một tí ấy, trợ thủ thiếu cơ động đâu. Badum là sự chọn hoàn hảo. Và khi gặp mid kẻ địch là bọn Rat ấy thì nên hạn chế pick Badum thôi, vì khi này Rat ấy đó là đại diện cho vị tướng pháp sư của năng rìa máu giữ vị trí và lấy tầm nhìn rất là căng, khiến cho Badum rất là khó chơi. Chúng ta sử dụng mộc giáp nè, nâng mắc chưa một bổ trợ thông biến hòa thanh tẩy nhá. Thực ra vụ trợ thủ cầm thanh tẩy ấy đi trợ thủ không lạ, đặc biệt khi bạn xem giải thái họ đánh trước ta mà. Cầm thanh tẩy ấy giúp trợ thủ nó chủ động hơn, tránh việc phải dùng trang bị hóa giải khống chế khi bị ganh, mà để dành lại cho team, đặc biệt trong trường hợp cần thiết. Và đó là vị tướng đại diện cho các vị tướng có lối chơi cực kỳ hấp dẫn mà anh em không nên bỏ qua. Kèm các vị tướng này ấy, thì sẽ có thêm là các vị tướng kết hợp nè, có đội hình ưng ý của nó nè, và cả cách tối đa phát huy sức mạnh. Hy vọng clip này giúp anh em có thể giải trí và có nhìn sâu hơn về các vị tướng này. Đừng quên ủng hộ TNG bằng cách là like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau. Xem xong video của S, nếu các bạn thấy hợp gu và có ích, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận các video thông báo mới nhất. Xem video có mẹo của nó cả nha anh em. Nếu thấy hay ấy, thì bấm nút like, không hay thì comment để góp ý. Nhưng quan trọng xem video, bấm vào các mốc thời gian, xem các vị trí, vai trò các bạn muốn xem. Đó là đặc điểm trên kênh của Tràm Game. Các bạn nhớ click theo mốc thời gian để xem thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhé.